Từ khung cửa sổ, hành khách có thể nhìn thấy khói và lửa không ngừng lan ra bên dưới máy bay. Bên trong khoang hành khách, toàn bộ hệ thống điện đều được ngắt, khung cảnh u ám đen tối bao trùm lấy mọi người. Theo Reuters, chặng bay giữa hai thành phố Sapporo và Tokyo được xem là tuyến hàng không bận rộn nhất của Nhật Bản. Chỉ riêng hãng hàng không Japan Airlines, JAL, khai thác đến 16 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên tuyến này. Trước thời điểm xảy ra sự cố vào tối 2 tháng 1, chuyến bay JAL-516 khởi hành từ Sapporo đến sân bay Haneda, Tokyo đã được kiểm soát không lưu cho phép hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, ngay khi hạ cánh xuống đường băng vào khoảng 17 giờ 46 phút, tai nạn đã xảy ra. JAL-516 va chạm với máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh khiến phi hành đoàn JAL-516 lẫn kiểm soát mặt đất ở Haneda bất ngờ. Điều kỳ lạ là dù chiếc máy bay bị ngọn lửa bao trùm nhưng quá trình sơ tán 379 hành khách và phi hành đoàn trên JAL-516 diễn ra một cách suôn sẻ đến một cách thần kỳ. Chiếc máy bay A350 đã bốc cháy thành một quả cầu lửa ngay sau khi việc sơ tán kết thúc. Dù vậy, 5 phi hành đoàn trên máy bay lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lại không may mắn như vậy khi tất cả đều thiệt mạng sau vụ va chạm. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng, hoang mang khi nghe tin tức. Một hành khách có mặt trên máy bay thời điểm xảy ra sự cố đã dùng thiết bị điện thoại của mình ghi lại toàn bộ quá trình trong khoang máy bay. Người này đã đăng tải video lên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Có thể thấy, thời điểm lửa bốc lên, chiếc máy bay vẫn được điều khiển trượt trên đường băng khẩn cấp. Từ khung cửa sổ, hành khách có thể nhìn thấy khói và lửa không ngừng lan ra bên dưới máy bay. Bên trong khoang hành khách, toàn bộ hệ thống điện đều được ngắt, khung cảnh u ám đen tối bao trùm lấy mọi người. Phi hành đoàn không ngừng làm công tác trấn an tâm lý hành khách và hướng dẫn mọi người sử dụng khẩu trang, khăn ướt che kín phần mũi để tránh hít vào khói độc. Những âm thanh hô hoán, hỗn loạn của hành khách không ngừng vang lên. Mọi người đều muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm nhưng đồng thời cũng cố gắng không gây quá nhiều rắc rối hay làm tăng thêm tình trạng hỗn loạn cho phi hành đoàn. Theo các nhân chứng, trên chuyến bay JAL-516 khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm máy bay, khói bắt đầu tràn vào khoang hành khách. Mọi người bắt đầu di chuyển về các lối thoát hiểm theo hướng dẫn của tiếp viên. Một số hành khách cố gắng đưa trẻ em đến nơi thoát hiểm trong tiếng la hét. Tôi cảm nhận rõ máy bay chở khách va đập rất mạnh với thứ gì đó và nảy lên ngay khi hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy ngọn lửa bùng lên bên ngoài, còn trong khoang đầy mùi xăng và khói, một hành khách trên chuyến bay 516 của hãng Japan Airlines kể lại với hãng tin Kyodo. Sau khi máy bay dừng lại trên đường băng, hành khách trong khoang máy bay đã được sơ tán khẩn cấp bằng lối thoát hiểm. Bên dưới video, hành khách này chia sẻ cảm xúc, tôi cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi. Sau khi tai nạn xảy ra, lúc đầu tôi đã cười khi nhìn thấy một số tia lửa phát ra từ động cơ nhưng khi ngọn lửa bùng lên tôi nhận ra đó là một sự cố nghiêm trọng. Dù trong tình trạng hỗn loạn như vậy, phi hành đoàn JAL-516 vẫn hành động một cách chuyên nghiệp khi hướng dẫn hành khách hợp tác để việc sơ tán diễn ra thuận lợi. Được biết không có ai thiệt mạng trên chiếc máy bay chở khách, song có 17 người bị thương. Toàn bộ đường băng tại Haneda sau sự việc cũng tạm thời phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các hành khách.